Hàng năm vào tháng 12 âm lịch, người Kháng sẽ vào rừng kiếm củi, lấy lá dong để gói bánh chưng, lấy lá chuối rừng để gói thịt nướng, giải mâm, cơm Tết. Ngoài chuẩn bị lương thực thực phẩm cho những ngày Tết, có một phong tục tập quán được bà con rất coi trọng, đó là tục gội đầu, tiễn năm cũ, đón năm mới. Tuy nhiên, nam nữ lại có sự kiêng kỵ khác nhau trong tục lệ gội đầu, tiễn năm cũ. Đối với chị em phụ nữ, chỉ được ra bến nước gội đầu vào ngày 29 Tết, không được gội đầu vào ngày 30 Tết, tức đêm giao thừa, vì bà con quan niệm rằng hồn vía của người phụ nữ vốn yếu đuối, mà đêm 30 Tết thì mọi vạn vật âm dương đều hiện hữu, đón chào năm mới. Cho nên nếu chị em phụ nữ đi gội đầu không may gặp phải những vong linh xấu thì sẽ bị ốm đau bệnh tật. Còn đàn ông con trai vốn được coi là phái mạnh nên sẽ gội đầu vào ngày 30 Tết mà không sợ bất cứ vong linh, ma tà làm hại. Đúng phút giao thừa, mọi người đều thức để lắng nghe tiếng loài vật nuôi nào trong nhà sẽ phát tiếng kêu trước để dự đoán năm đó sẽ may hay xui. Bà Lọ Thị Pháu, người am hiểu về văn hóa Kháng ở xã Triềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai cho biết. Hít con lông áp năm ăn đất sư, ao nhọt có xó xe nưng, nhọt có nát. Để gội đầu, phải có một chậu nước pho gạo, một ngọn cây nát, một ngọn cây xó xe, nhúng vào chậu nước, phủi qua đầu ba lần, miệng cầu khấn xua đuổi gột bỏ mọi xui xẻo, đau ốm bệnh tật, không may mắn của năm cũ trôi theo sông suối. Cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì, đem những điều tốt lành nhất đến cho bản thân, gia đình, bản mừng mình trong năm mới. Cầu trên đất làm cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, trâu bò đầy đàn, thóc lúa đầy bồ. Đồng bào Kháng thờ cúng tổ tiên trong ngày Tết phải có 2 cặp bánh chưng, 1 con gà luộc. Nếu nhà có thì mổ lợn, thờ đầu lợn đã luộc chín, rót 2 chén rượu. Vì ngày xưa không có hương để thắp, nên dù gà luộc hay lợn luộc thì bát nước dùng của nó khi đặt lên bàn thờ tổ tiên cũng phải nóng hổi, khói tỏa nghi ngút, mùi hương thơm của thịt gà, thịt lợn thay cho khói hương, với mong muốn gia đình đón năm mới được ấm áp, sum vầy. Đặc biệt, người Kháng vẫn còn giữ một số kiêng kỵ nhất định vào ngày 30 mùng 1 Tết. Bà Lò Thị Pháu cho biết thêm. Ngày 30 Tết, mọi người kiêng không vào rừng chặt cây, đốn củi, đào đất, giã gạo. Bà con sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn bàn thờ tổ tiên, gói luộc bánh chưng. Mùng 1 Tết, nhà nào nhà ấy đóng cổng, khép cửa, không cho người lạ vào nhà, đặc biệt là người già và phụ nữ đang mang thai. Vì bà con quan niệm, mùng 1 mà phụ nữ, người già xông nhà thì cả năm sẽ không may mắn. Bà con người Kháng sẽ bắt đầu chơi Tết từ ngày mùng 2 cho đến mùng 5 Tết cùng với cả nước. Bà con bản trên mường dưới đi thăm thân chúc Tết nhau những điều tốt lành nhất. Tổ chức các lễ hội, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian đặc sắc của dân tộc mình. Bà Điêu Thị Nhất, trưởng phòng văn hóa thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết. Đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Kháng ấy, thì có cái những nét nổi bật. Có cái 2 lễ hội đặc trưng đó là lễ hội Sên Pang Á. Thì hiện nay thì phòng cũng đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đang rà soát và lập hồ sơ để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thế và còn một số lễ hội nữa đó là như là lễ hội Diệu Cần thì cái việc này là phòng cũng đã bảo tồn và phát huy được. Thế và ngoài ra các cái làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc Kháng thì cũng rất đặc sắc. Đó là cái điệu múa tăng bu, nó ẩn chứa đầy tính nhân văn trong nghệ thuật truyền thống của dân tộc Kháng. Tết đến xuân về, đồng bào Kháng Quỳnh Nhai cùng với đồng bào các dân tộc trên địa bàn vừa vui xuân đón Tết đầm ấm, an toàn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.